thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc cung cấp cho bộ quốc phòng, bộ y tế danh sách các cơ sở lưu trú du lịch được huy động làm cơ sở cách ly dân sự, chuyên gia, nhà đầu tư, lao động, tay nghề cao nhập cảnh. bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ban hành công văn số 2669 đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố gần sân bay quốc tế ra soát, cập nhật danh sách các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ cách ly phòng chống dịch covid-19 theo hình thức có trả phí. Tính đến ngày 6 tháng 8, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận được báo cáo của 25 tỉnh thành phố với 173 cơ sở lưu trú, 11.733 buồng phòng, 17.406 giường được huy động phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19.